Và trước khi vào bên trong thì chúng ta quay lại mặt tiền mặt chính căn nhà một lần nữa này. Mặt tiền thiết kế hiện đại xây mới nha. Rất là đẹp và cao cấp. Bên ngoài căn nhà thì có khoảng vỉa hè 3 mét, một khoảng lớp cổng sắt bên trong và một lớp cửa cuốn bên trong nữa. Chỗ này thì sẽ có gara xe hơi độ vừa xe hơi từ 4 7 chỗ, và bên trong đây thì quý vị sẽ có cái hai bậc phòng khu vực gara xe hơi thấp hơn hai bậc so với phòng bếp. Đây là không gian phòng bếp này, quý vị nhìn này, phòng bếp thì có tủ bếp trên dưới này, có bàn ăn này, cuối nhà đây là giếng trời và vệ sinh ở dưới cầu thang. Xin chẳng như ý nguyện, những tổn thương để mình em nhận hết, bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười. Ở đây thì khu vực cầu thang thì có đèn led và được soi chỉ cũng như là ốp đá hoa cương màu trắng rất là đẹp. Không gian phòng khách trên lầu 1 mình đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm tủ rượu này, tủ kệ tivi. Phía bên ngoài thì có trồng cây xanh và có lan can cao. Rất là đẹp và tuyệt vời. Đây là không gian phòng khách trên tầng lửng này, lầu 1 chứ không phải lửng nha quý vị. Phòng khách thì có ốp nhựa trang trí này, ốp giá gỗ, có sofa màu nâu kết hợp với đèn trần và bàn cũng như là tủ kệ tivi và tủ kệ rượu. Ngay không gian phòng khách thì chúng ta sẽ có một phòng tắm. Và tiếp tục đến bên trong, đây là khu vực bồn tắm nằm và bồn tắm đứng cũng như là cửa sổ ra giếng trời. Không gian phòng tắm rất là đẹp, được gia chủ ốp gạch phun trần, rất là sang trọng nha quý vị. Có đầy đủ nội thất như là giường ngủ này, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, những bức tường được ốp nhựa trang trí, dán giấy châu chanh và đèn trần. Phòng ngủ master thì có giường tới 2m2, chân cao hối nệm, phía dưới sàn thì có gạch giá gỗ, bên ngoài thì có ban công và cửa sổ ra ban công 1m2. Và không gian phòng master thì quý vị sẽ có phòng vệ sinh với phòng xông hơi khô và phòng tắm đứng cũng như là khu vực bồn cầu và lavabo rửa mặt bên ngoài. Ở đây là không gian phòng xông hơi và khu vực vòi tắm hoa sen. Ở đây thì gia chủ đã trang bị hệ thống nóng lạnh. Dù có ra sao cũng thấy vui lòng, trái tim em đây chỉ có chân tình, vì yêu anh em đâu cần toàn tình. Không gian phòng ngủ số 2 thì quý vị thấy cũng đầy đủ nội thất kèm theo và có cả khu vực gắn máy lạnh. Chúng ta sẽ có không gian phòng ngủ số 3, phòng cuối cùng. Phòng ngủ này thì cũng có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Phía trước là hệ thống cửa lùa 4 cánh ra khu vực ban công và mặt tiền bên ngoài. Đây là mẫu nhà phố hiện đại, không gian thoáng mát, sang trọng. Lối, nên người ơi, anh cần chỉ lắng lo, bên cạnh em anh sẽ bền duyên nâu. Sân thượng rất là rộng, cây xanh và có bộ bàn ghế mây cũng như là những dàn đèn bên trên.